Xin chào quý anh chị. Ngày hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại cầu Phước Long, là một cây cầu nối liền từ quận 7 sang Nhà Bè, đã rất là nhiều lần gọi là ngưng xây dựng. Và ngày hôm nay thì như mọi người nhìn thấy thì cầu Phước Long đang triển khai khá tốt. Thì theo như Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì triển khai từ năm 2020, nhưng do vướng mắc rất là nhiều về việc là giải phóng mặt bằng nên tạm ngưng vài lần rồi. Và đến năm tháng 12 2023 thì mặt bằng mới được bàn giao cho toàn bộ chủ đầu tư, và quy mô của cây cầu dài là 680m, rộng là 10,5m, và tổng mức đầu tư tới bây giờ là hiện tại là 748 tỷ đồng và dự kiến cuối năm 2024 này sẽ đưa vào hoạt động. Như thế khi mà dự án hoàn thành sẽ làm giảm tải cho rất là nhiều cây cầu tại khu vực Nhà Bè di chuyển vào quận 7 và tất cả những cái quận huyện lân cận. Thì dự án sẽ góp phần làm cho cái đường Phạm Hữu Lầu sẽ bị giảm thiểu giao thông và mình di chuyển dễ dàng hơn. Và đặc biệt thì cây cầu này thì chỉ nối liền qua bên quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khá gần. Như vậy việc cây cầu Phước Long sắp tới sẽ thông xe vào tháng 12 2024 này giúp cho Nhà Bè sẽ có một cái cơ sở hạ tầng mới và nâng cái level của Nhà Bè lên, trở thành một cái khu dân cư được nhiều người dân chọn lựa là nơi sinh sống và làm việc vì cái mức di chuyển về trung tâm khá gần. Cùng với lại một số cơ sở hạ tầng được trọng điểm và được mở rộng như là cung đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ sắp tới sẽ tăng thêm lên đến 4 làn xe. Cầu Rạch Đĩa 1 cũng đang xây dựng được hơn 50% giá trị của tiến độ. Rồi mở rộng đường Phạm Hữu Lầu. Và sắp tới thì gần đây nhất thì những cái nối dây văn của cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành cũng góp phần gọi là đưa cái Nhà Bè lên một tầm cao mới. Sắp tới thì huyện Nhà Bè sẽ còn không còn là một huyện nữa, mà sắp tới Nhà Bè trở thành một thành phố Nam Sài Gòn. Hiện tại thì giá đất của bất động sản Nhà Bè còn khá thấp, được xem là vùng trũng của bất động sản. Nên khi mà quý anh chị chọn lựa Nhà Bè là một nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp thì thời điểm này chính là thời điểm vàng để anh chị có thể xuống tiền ngay. Ở tại Nhà Bè thì có nhiều cái dự án để quý anh chị có thể lựa chọn làm nơi là đầu tư an cư lý tưởng và an cư lạc nghiệp và sinh lời bền vững. Đó là thứ nhất là một số dự án đất nền như Thái Sơn 1 của Bộ Quốc phòng, khu dân cư Bộ Công an, đất khu dân cư Thanh Nhật, rồi rất là nhiều gọi là đất nền của nhà lẻ xung quanh. Về dự án quy hoạch đồng bộ an ninh không bao 24/24 thì quý anh chị đừng quên dự án CS Metro City hay còn gọi là Sài Gòn Nhà Bè với tổng quy mô là 350 hecta được xây dựng rất là gọi là quy mô gọi là khá lớn, rất là nhiều nhà phố, shop house, biệt thự đã được bàn giao và cư dân vào ở được khoảng 30%. Ngoài ra thì còn rất là nhiều khu dân cư trong cụm của Nhà Bè gồm là dự án La Villa, dự án Nay Sao, dự án Phú Long, dự án của rất là nhiều tập đoàn khác và có nhiều chung cư cao cấp và sắp tới được bàn giao như là chung cư Selectorite của chủ đầu tư Capoland và khá nhiều chung cư đã bàn giao của Hoàng Anh Gia Lai, Sunrise Riverside. Quý anh chị cần thêm thông tin và đầu tư vào khu dân cư Nhà Bè, hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu hiện tại đang có một văn phòng tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, khu dân cư GS Nhà Bè, luôn luôn làm việc 24/7 và đón những quý anh chị đầu tư trong và ngoài nước trở về Nhà Bè là một nơi điểm tựa an cư và lạc nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Đừng quên like, subscribe kênh của Phước Sửu để nhận về những video giá trị nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.